tráng này. Đập cái tráng. Ý là anh Tâm. Đập cái tráng là coi như suy ngầm. Em này một mình buôn lắm em ơi. Em đi mải miệt để đời cô đơn. Anh không giận, anh chẳng hơn. Chỉ thương hai đứa cô đơn quê người. Sài Gòn xa tận chân trời tận kỳ miền núi em ơi lạnh lùng. Tưởng rằng ta sống đến cùng. Bên em anh đỡ lạnh lùng sớm hôm. Nằm nghe cơn gió thờ dần hơn thổi cho có quạnh tâm hồn của ai. Em ơi đêm quả quá dài mà ngày anh thấy gấp hai ngày thường. Nơi đây là quả vẫn vương vì con em chịu đoàn trường xa anh. Trời xanh ơi hỡi trời xanh cho ta gửi tấm lòng thành thủy chung. Xa về muốn nổi mịt mùng nhớ thương chỉ thấy lạnh lùng cô đơn. Nghỉ đời anh lại thương hơn hai vai em gánh giáng sơn cơ đồ. Lớn lên ở đất vực lồ bữa cơm bữa ăn chỉ thấy khoai ngô vàng khè. Thức ăn là mấy mắng tre chúng tương và nhụt mặn the của đời. Thương em lằn lồi khắp nơi chứ không được nghỉ tối thời già ngô. Đi học sách buộc bến trên số đi học người đông học người đông sách gánh mật địa bán hết số mới về học ở trường Minh An trường trường Văn Thái Nhớ Rồng không phải trường Văn Thái bên nào bị gọi bên nào gọi tôi về đói béo chẳng thở than chẳng trách nghèo kịp người lầm lội cứ theo ngầm ngùi. Việc xã hội em tuyệt vời trung thành với đảng trọn đời thủy chung lấy chồng chỉ có tay không sinh con mới có mẹ chồng chăm non. Bây giờ có bốn đứa con các cháu nội ngoại lớn khôn nên người chắc rằng số phận tài trời ta nghèo sống vận trọn đời thủy chung. Em ơi có em có thấy không họ giàu sáng đó mà trống lại nghèo ngồi buồn nghỉ chuyện sáng chiều thương em. Phần gái trắm chia điều gian nan ở cùng ba mẹ núi ngan cây vừa củi nước em làm thấu canh còn đâu giờ học còn đâu giờ giấc học hành thương em. Phần gái trở thành nông nô ba mẹ bạn hết cơ đồ mình em chẳng có phần mô để dùng thế rồi có trở tréo không má thôi là để đổi cô đọc cái hệ đi hãy đọc hệ đi tiếp nhiều dài dài cùng đọc thôi cái đoạn là đừng đọc đọc cả đi thầy nói đọc cả cứ đọc chứ ba mẹ bạn hãy cứ đầu mình em chẳng có phần mô để dùng thế rồi có trở tréo không ba mẹ già yếu vợ chồng cá chấm sự đời sáu lắm ngoại ấm mô bá mà mẹ đang nằm trộn quê bồng dưng ái rủ ái rê đào lên rồi bốc đem về đông nai em là phần gái em ơi có ai bàn bạc một lời với anh thôi thì sự thể đã đành thương ba thương mẹ em đành chịu thôi bây giờ nghỉ lại một thời đời con đến bạc biết đời nào hơn đời em làm lắm nồi dần hơn chúa cái cũng đã lắm cơn ấu sâu em như cả một nướng dâu nuôi tầm làm kẹn biết đâu người trong em ơi dù có tay không nhưng ta có vợ có chồng bên nhau ta nghèo khổ đức ta giàu chuyện đời chắc có trước sau thôi mà ai khổ bằng vợ chồng ta thì chúng sao trước mình mà phải không đi lấy chồng em thừa thương chồng bạt cơm em sợi đầy vòng cho anh em là